Hôm nay Đinh Lực và Phùng Trình Trình đã kết thành vợ chồng. Từ nay hai người sẽ hợp thành một thể thống nhất. Những ai được Chúa ghép thành đôi sẽ không bao giờ xa nhau. Người làm vợ sẽ luôn thuận theo chồng của mình, như thuận theo ý Chúa. Vì người chồng là người dẫn dắt cho vợ, cũng như Chúa dẫn đầu giáo hội vậy. Người lại là Chúa cứu thế của toàn thể giáo hội. Giáo hội thuận theo Chúa như thế nào thì người vợ cũng phải quan tâm người chồng như thế đó. Còn người làm chồng phải yêu thương vợ của mình cũng như Chúa yêu giáo hội, xả thân vì giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cảm tạ Chúa Trời từ bi. Đôi vợ chồng này trước mặt người cùng tuyên bố lời thề mãi mãi yêu nhau chân thành nhất. Từ nay kết thành vợ chồng, cầu Chúa hãy ban đại ân huệ để họ từ lúc kết thành vợ chồng sẽ luôn được sống trong hạnh phúc mà người ban tặng cho. Cũng cúi xin Chúa ban phước lành cho con cái sau này của họ, để cả gia đình họ đời đời kiếp kiếp luôn được người quan tâm bảo bọc. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
照，转眼间谁人能记牢？爱你恨你，有谁？梁官梁官，你生非共生，死非共死，各推案共办，各可共缴。天上万里云霄。Tiên Tiên, nhiều lúc anh thật sự ước gì, ước gì em không phải là con của Phùng Kính Nghiêu. Chúng ta cũng không phải ở bến Thượng Hải, mà là ở một nơi rất xa rất xa, một nơi không hề có những chuyện phiền não. Em biết không, anh rất muốn suốt đời này cũng sẽ giống như bây giờ, nhẹ nhẹ nắm lấy tay em như thế này, cho tới mãi mãi, cho tới lúc chúng ta già, cho tới lúc con cháu đầy nhà. Oh.